I'm like, I get paid. Người làm nó vui mà. Xin giới thiệu các bạn, mình đang có mặt tại giáo xứ Nam Thái thuộc về hạt Bắc Tiền Hải Giáo Vận Thái Bình. Nhà thờ giáo xứ Nam Thái đang đóng trần, đóng cả ngày lẫn đêm để chuẩn bị lễ mừng tân linh mục mùng 8 tháng 12 tới này. Là giáo xứ Nam Thái có một linh mục trẻ rất khẩn trương để thánh lễ tạ ơn, thánh lễ mừng tân linh mục của giáo xứ. Công các bác làm cả ngày cả đêm, đóng trần hai mai hạ và mai chính và phần tung coi như đã gần như đã xong, cho chỉ mấy buổi nữa là xong tung và thao rão. Bây giờ như chỗ nào mà chưa cần thế thì cứ bong chuyện đến đấy đi, chứ bây giờ mà chi phối nhiều việc quá giờ chẳng có đâu. Bây giờ như bóng ở dưới cuối như này mà nó chưa có thì hút lên trên đi, chưa làm đến.
Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi hết video này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi người được bình an. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh like video và chia sẻ để lan tỏa cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.